Làm thêm khi đi du học Úc có đủ tiền để đóng học phí hay không? Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Đào Quang Trung. Hôm nay thì mình ở đây để chúng ta cùng nhau bàn luận về chủ đề việc làm thêm tại Úc. Tuy nhiên video ngày hôm nay sẽ không giống như những video trước đây về lợi ích cũng như là việc làm thêm tại Úc nữa. Mình muốn tập trung vào một câu hỏi quan trọng: liệu rằng làm thêm tại Úc có đủ để các bạn trang trải cuộc sống tại quốc gia này mà không cần đến sự hỗ trợ tài chính từ phía gia đình nữa không? Để biết chi tiết hãy cùng xem hết video này nhé. Đầu tiên, để biết rõ được điều này, chúng ta cần biết được mức thu nhập cho việc làm thêm của du học sinh tại Úc nó như thế nào, và chúng ta sẽ kiếm được bao nhiêu tiền cho việc mà chúng ta làm và chi tiêu tại đây. Như những video trước, mình đã có nói rất là nhiều về chủ đề làm thêm khi đi du học này rồi. Hiện tại sau ngày 1 tháng 7 năm nay thì Úc đã tăng giới hạn việc làm thêm cho sinh viên lên 24 giờ trong một tuần. Điều này gián tiếp làm gia tăng thêm thu nhập mà du học sinh có thể nhận được khi đi làm thêm part time tại nước Úc. Thường thì đối với các du học sinh kiếm việc làm thêm tại Úc thì thường các bạn sẽ được trả khoảng từ 20 cho đến 30 đô la Úc cho một giờ làm việc. Và một tuần thì các bạn có thể kiếm được từ khoảng 480 cho đến 720 đô la Úc cho một tuần. Những công việc này thì thường sẽ là những công việc bình thường như là phục vụ quán ăn này, nhà hàng này, hay là trông coi các tiệm tạp hóa. Tính ra thì so với tiền Việt rơi vào khoảng là 300 cho đến 400 ngàn cho một tiếng vậy. Và một tuần thì các bạn có thể kiếm được từ khoảng 7 cho đến 9 triệu đồng rồi. Nhưng để so với chất lượng sống ở bên Úc thì cái mức này chỉ đủ cho các bạn chi tiêu một phần nào đó cho việc ăn uống hay là chi phí sinh hoạt mà thôi. Không thể nào đủ cho bao gồm cả tiền học phí được. Và để mà nói thì khi mà gia đình đã xác định cho con một cái kế hoạch đi du học thì mình nghĩ rằng cha mẹ cũng cần phải có cái sự chuẩn bị trước các khoản chi phí cho tiền học cũng như là tiền ăn ở sinh hoạt cho các bạn trong vòng từ 2 cho đến 3 năm học bên nước ngoài rồi. Mặc dù có những bạn du học sinh khi đi du học đại học hay đi du học thạc sĩ mà trước đó đã có những kinh nghiệm đi làm thêm và các cái công việc tại Việt Nam, rồi thì sang bên này không thể nào các bạn có thể tự làm thêm rồi kiếm tiền để chi trả cho việc ăn ở và học phí được. Ví dụ như là thường thì chi phí ăn ở tại các thành phố lớn ở Úc như là Perth hay là phía Tây Úc, để mình tính ra thì tiền ăn cho đến tiền điện nước, chưa kể là tiền thuốc thang nếu như bạn bị làm sao đó ở bên này, thì đâu đó mất khoảng từ 300 cho đến 400 đô la Úc rồi. Và đối với một bạn đi làm thêm ở ngoài thì bên này một tuần thường các bạn sẽ chỉ kiếm được khoảng 500 đô la Úc. Và nếu như mức chi tiêu bình thường kia thì một tuần các bạn chỉ có thể bỏ ra được đâu đó từ 100 cho đến 200 đô la Úc của bản thân để tiết kiệm mà thôi. Thì đây cũng không thể nào là một phần tiền để các bạn đóng cái học phí của trường được, vì du học cái tiền học phí nó rất là lớn. Nếu như bạn theo học bậc thạc sĩ, nếu để mà muốn nghĩ đến việc sang đó để có thể kiếm đủ tiền để đóng tiền học phí thì trước tiên ở Việt Nam thì bạn đã phải có một cái kỹ năng tay nghề rất là cao nhất định rồi, và qua đây đi làm, chưa kể là phải có tiếng Anh thật tốt nữa. Ở đây không phải vấn đề điểm số mà cách tốt nhất là các bạn có thể thuần thục sử dụng tiếng Anh, vì bạn biết đấy, với những thứ mà chúng ta được học tại Việt Nam thì chỉ có những tiếng Anh mà chúng ta qua học bằng sách vở, thì người Úc bên này thì họ không nói tiếng Anh hay Anh Mỹ như chúng ta đã học, mà họ nói tiếng Anh Úc. Hơn nữa là còn nhiều các cái từ lóng mà các bạn chỉ có những người dân địa phương ở đây mới hiểu được. Nên bạn là du học sinh qua bên này, dù các bạn đang có những bằng IELTS cao điểm đến mấy thì các bạn cũng sẽ cần mất khoảng từ 2 cho đến 3 tháng mới có thể thích nghi được với cuộc sống ở bên này. Chưa kể khi bạn sang bên này, công việc tìm cũng chưa hẳn là dễ. Bạn đã phải cạnh tranh với rất là nhiều người khác để có thể có được công việc ổn định và trang trải cho bản thân mình. Ngoài ra thì nhiều bạn sẽ có cái xu hướng đi làm thêm ở ngoài để nhận mức lương tiền mặt, ý là nhận cash đó. Nhưng mà mình nghĩ rằng những điều này thì không nên. Bởi tại sao như vậy? Có nhiều trường hợp mình đã gặp qua rồi, khi mà bạn đi làm mà nhận tiền mặt thì lương của bạn ví dụ như là 25 đô la Úc thì 1 giờ, và họ sẽ chỉ trả cho bạn là 15 đô la Úc mà thôi. Tại vì bạn làm thêm ngoài giờ và làm trái với quy định của cái visa du học của bạn, nên bạn cũng không thể khiếu nại ai cả. Nói gì đi nữa thì quy về chủ đề của video ngày hôm nay, việc mà bạn đi làm thêm ở Úc đủ tiền để đóng học phí cho bản thân không, thì mình nghĩ rằng đó là một điều khá là khó để có thể thực hiện được, vì mức lương part time bên này cho du học sinh chỉ có thể đủ trang trải cho những chi phí chi tiêu nhất định mà thôi. Nhưng thành thật mà nói, khi bạn đi sang Úc thì bạn nên cố gắng phấn đấu kiếm cho mình một cái nghề nào đó để đi làm thêm, vì nó không chỉ là gia tăng thêm cho các bạn các cái phần chi phí cho bản thân mà nó còn là một cái phần kỹ năng giúp chúng ta học được tại đó. Ví dụ như là bạn đang học quản trị nhà hàng khách sạn ở bên Úc thì bạn xin vào một cái nhà hàng nào đó, khách sạn nào đó để xin việc ở vị trí lễ tân. Thì sau khi các bạn học xong, các bạn có cái bằng học này cộng thêm là cái kinh nghiệm bạn đã có, thì ở cái vị trí này bạn sẽ dễ dàng tìm kiếm các cơ hội ở các công ty khác và bạn có thể xin vào với nhiều các công ty tốt hơn và nó đúng cái tấm bằng đại học của các bạn. Và hơn nữa thì cũng có thể làm mạnh thêm cái bộ hồ sơ của bạn như bạn muốn hướng đến định cư sau này. Nhưng mà xin được việc làm hay không thì cũng phải do bản thân của bạn nữa. Các bạn phải biết bứt phá, năng động hơn trong một cái môi trường mới và có thể là khắc nghiệt hơn so với ở Việt Nam. Nhưng mà những gì bạn nhận lại thì lại vô cùng xứng đáng. Và đó là những chia sẻ của mình về chủ đề liệu rằng làm thêm có thể giúp cho bạn đóng tiền học phí ở bên Úc hay không. Mình hy vọng rằng với những thông tin hữu ích trong video ngày hôm nay thì sẽ giúp cho các bạn có một cái nhìn tổng quan hơn về việc làm thêm cũng như là một cái kế hoạch tài chính đúng đắn cho việc đi du học của mình. Nếu như bạn có bất kỳ một câu hỏi gì hoặc là ý kiến gì, hãy để comment phần bình luận phía dưới và Quang Trung sẽ đọc từng comment để trả lời cho các bạn. Đừng quên nhấn like vì Thuật Toán YouTube đề xuất những video có nhiều like hơn. Và nhớ đừng quên đăng ký kênh của Quang Trung để theo dõi được các cái video mới nhất trên kênh. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Cảm ơn bạn đã xem hết video của Đào Quang Trung. Và nếu như bạn yêu thích video này, hãy cho mình một like, một share và bấm vào vòng tròn ở giữa màn hình để đăng ký kênh của Đào Quang Trung. Và cùng comment để bàn luận thêm về các chủ đề mà bạn quan tâm. Mình sẽ sẵn sàng giải đáp cho các bạn.